các em nhỏ một mùa hè vui tươi và ý nghĩa. Mới đây, công ty du lịch Việt đã triển khai chương trình Hè sảng khoái, thoải mái cả nhà nhân 3 ưu đãi, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều chuyến du lịch thú vị dành cho du khách. Theo đó, du lịch Việt sẽ giảm giá tour nước ngoài cho các gia đình có trẻ em đi cùng. Cụ thể, trẻ em dưới 2 tuổi sẽ được miễn phí tour với giá trị cao nhất lên đến 10 triệu đồng. Trẻ em từ 2 đến 11 tuổi khi đăng ký tour Âu, Úc, Mỹ, Phi sẽ được giảm đến 7 triệu đồng. Mùa hè năm nay thì khi khách hàng đến đăng ký tour du lịch, từ tháng 5 đến tháng 8 chúng tôi đều trích ra 50.000 đồng một khách. Khi vào cuối mỗi tháng thì chúng tôi đều mang cái này một cái chương trình hành động rất là lớn cho các cháu nhỏ đấy để tham gia vào cái chương trình này để chia sẻ, làm một cái sân chơi lớn ở những cái tỉnh lân cận hoặc những vùng lân cận cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn hơn. Mà đích thân những các cháu nhỏ ở thành phố này sẽ đến đấy để tặng quà và làm chương trình mang tính chất như trên. Bên cạnh chính sách ưu đãi cho trẻ em, du lịch Việt còn giảm giá trực tiếp cho khách hàng cũ khi đăng ký tour hè. Ngoài ra, còn có nhiều ưu đãi hấp dẫn cho du khách đăng ký theo nhóm đông. Cụ thể, công ty sẽ tặng một vé du lịch Thái Lan miễn phí trị giá đến 5 triệu đồng cho nhóm khách từ 4 người lớn đăng ký tour Âu, Úc, Mỹ, Phi và hoàn tiền mặt đến 200.000 đồng cho mỗi khách hàng khi đăng ký tour châu Á theo nhóm từ 5 người trở lên. Đặc biệt, với nhóm khách 4 người đăng ký tour hè bất kỳ, du lịch Việt còn tặng thêm cặp vé tham gia chuyến dã ngoại mang tên Hành trình yêu thương. Đây là dịp để các bậc phụ huynh và con em mình cùng nhau tạo nên một kỳ nghỉ hè thú vị, bổ ích qua những hoạt động ý nghĩa trong suốt chuyến đi.